Rồi, là tự tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho em một clip gồm 12 cần câu nha anh em. 12 cần câu này là 12 cây cần câu có thể những phần bên đây á, có thể cho anh em đánh bạo lực. Phần 3 cây này, 4 cây này là hàng lua nha anh em. Có 3 cây lua một khúc nha. Đó, 3 cây lua một khúc hàng của Mỹ. Đó, 2 cây phiên lá anh em có thể thấy. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi anh toán, nếu hàng lỗi mà không cho clip em lên á thì em nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đến lên cây thứ nhất mọi người tham khảo. Cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Cần còn rất là mới nha anh em, cần Alpha Taco. Cây này dài 2m4. Độ cứng nó sẽ là 10 và 10 10 20 nha anh em. Hàng Alpha Taco, mã code xuất nội địa nha anh em. Đó, mã code hàng xuất Nhật nha. Cần còn rất là mới anh em. Phen là phen này nè, phen biển nha anh em. Phen Fuji. Cần rất là đẹp nha anh em, ngoại hình khá là ok á. Bộ đây, bộ Fuji nha. Cần rất là đẹp nha anh em. Thì em đánh giá ngoại hình cây này nó ra tầm khoảng 95% nha. Bát là bát Fuji luôn. Bát ăn tiền cái bát, bát cực kỳ đẹp. Bát Fuji đóng chỉ chìm luôn nha anh em. Alpha Taco. Cán là cán 3 khúc, cán đề cao. Cây này dài 2m4, nặng 900 lòng, nặng 92g. Đọt 1 ly 2 nha anh em. Đọt 1 ly 2. Cứng nó sẽ cứng vào tầm khoảng 10-20. Cần máy ngang nha anh em. Đó. Cái này máy ngang này thì cho anh em có thể đánh cháp cũng được. Anh em đánh cháp, anh em chán cho máy đứng thì chuyển qua máy ngang. Lấy cái này đánh đọt rất là dịu nha. Đó. Đó. Đánh cháp luôn mực. Dạng phen cực kỳ luôn. Ăn tiền dạng phen với cái bát nha anh em. Cực kỳ đẹp. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Đó, cần mấy ngang. Rồi, giá công khai cây số 1. Giá công khai là 800k nha anh em, giá cộng ship nha. 800k cây số 1. Rất là mới nha anh em, đã khoe nó rất là ok. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Đó, cây số 2 như clip em nói, cây mấy ngang nha anh em, cây mấy ngang. Đó. Cây này là cây của Atlantis. Rất là tiết thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó. Cây này thì dài 1m98, action là M, tải dây từ 8 đến 20 lb nha anh em. 20 lb nó là tầm khoảng 10 kg. Cây máy ngang đó, phen nó đây anh em, phen hãng nha. Đọc nó đây. Cần mấy ngang thì cũng cần, còn ngoại hình còn khá là ok anh em. Rất là tiết. Cần mấy ngang khá là đẹp á. Cây này cây một khúc nha anh em, dài 1m98. Xếp cây này đi cũng chua nữa. Đó. Cái này thì chuyên cho anh em đánh chẽm, đánh nha thật rồi, đánh chẽm đánh nha thật rồi, tải quá trời khủng mà. Đó. Tải giờ tầm khoảng 8 đến 20, tầm khoảng 10 kg. Đó. Mấy ngang còn khá ok, còn khá đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây này là giá 800k nha anh em. Đó, một cây chuyên cho anh em nha thật. Cây này nặng 200g. Đọt 2 ly 4 nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là vẫn là một cây ức lịch tiết. Hả? Đây nè. Cây này còn khá mới nha. Cây này dài 1m95. Độ cứng là MH. Tải dây từ 8 đến 20 lb nha anh em. 8 đến 20 lb. Bát là bát Fuji. Ngoại hình còn khá là ok nha anh em. Bát Fuji. Đây, phen là phen hãng nha, phen hãng đá xám. Đó.
cực kỳ đẹp nha anh em, còn rất là ok á. Cây này thì anh em có thể lấy ly lua, lua lóc, lua chẽm, lua nhái thật, đánh biển, câu tra cũng được luôn, câu tra, câu trên bè ghe, rất là ok nha. Một khúc thì nó sẽ chịu lực tải nguyên toàn cây luôn nha anh em, rất là ok. Càng còn rất là mới nha anh em. Cây này nặng 230g, đọt 2.6 ly. Đó, giá công khai là 800k nha anh em. Đó, test tổ công cho anh em xem. Hàng của Mỹ thì khỏi chê rồi. Ức ly. Rồi, cây số 3 giá 800k. Tiếp theo là cây combo số 4. Cây số 4 là một cây cần lua, hàng của suốt này. Bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji luôn nha anh em. Cán là cán bằng. Cây này thì hàng của Mayuzut này nha anh em. Đây nó để đây, Mayuzut đây. Đó. Cây này thì tải mồi thì cây này dài 1m98. Tải dây từ 12 đến 20 lb nha anh em, từ 12 đến 20 lb. Tải mồi từ 10 đến 56g. Đó. Tải mồi từ 10 đến 56g. Cây này là đánh giá thật. Chuyên cho anh em lô lóc, lô chẽm săn hàng. Cây này vẫn là một cây một khúc nha anh em, hàng một khúc, hàng của Mỹ, hàng carbon. Dài 1m98, nặng đâu mất tiêu rồi, nặng 160g. Tải mồi từ 10 đến 56g. Đó, đọt 1, đọt 2.7 nha anh em, đọt 2.7. Đây, carbon sắn chìm nha anh em, sắn từ đít đến ngọn luôn. Cây này ngoại hình còn rất là mới nha anh em, độ mới nó gần tầm khoảng 93% nha. Đang nó đây. Đầu bộ đóng chữ Fuji nha anh em, đó. Phen thì nó sẽ đi nguyên bộ. Hàng nguyên zin nha anh em, không độ cháy, không hư, bể nứt, bể nẻ gì hết. Phen đề 3. Khá đẹp nha anh em. Cây này độ cứng tầm khoảng MH nha anh em. Đó. Để mồi từ 10 đến 56g. Rất là cứng nha. Anh em có thể lấy đánh tra cũng được. Rồi, giá công khai cây số 4 là giá 1.2 triệu nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng nội địa nha anh em. Cây càng nội địa. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, phen lá nha anh em. Cây này là cần của Sakura, cây nội địa Nhật nha anh em. Phen Fuji đây. Đọt là đọt tháp nha. Hàng này là hàng đánh cảm giác. Đọt tháp đây. Cái bu nữa nè. Bu cực kỳ ưng cái bu luôn. Soi kỹ cho anh em xem. Phen cực kỳ đẹp nha anh em. Cây này dài 2m4. Bát Fuji, phen Fuji. Phen này đánh là bao cảm giác đây. Nặng ha, 210g. Đọt 1.3 ly. Đó. Độ cứng cây này ra tầm khoảng 20-30 nha anh em. Đó, 20-30. Cây này chia cho đánh câu cháp. Đó. Câu cháp, câu hanh. Lấy cái này đánh nè. Đó. Đồ nảy rất là đã nha anh em. Anh em đánh tra cảm giác thì lấy cái này đánh rất là ok nha. Đó. Nội địa nha anh em. Đó, phen cực kỳ ngầu. Bát Fuji. Ngoại hình nhìn còn khá là ok. Nó ra tầm khoảng 90% ngoại hình. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Dàn phen còn khá là bóng á. Rồi, cây số 5 giá 1.3 triệu nha anh em. Cây số 5 giá 1.3 triệu. Cây này anh em đánh cháp, đánh hành,
con tra trên bè, con chê rất là ok nha anh em, con tôm nữa, con tôm, con chim, cực kỳ đẹp nha anh em. Những cây phen lá này đánh bao cảm giác luôn á, độc tháp hàng carbon nội địa Nhật. Cây số 5 giá 1,3 triệu nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một dòng cần của Shimano nha anh em. Batushi. Phen vẫn là phen lá nha anh em, phen lá. À, cây này là cây Shimano đời cao, dài 3m6, cứng 30. Hàng máy Indo nha anh em. Đó, hàng Indo là hàng đời cao rồi. Bu là bu chống sắn luôn. Phen lá nha anh em. Hai. Cực kỳ đẹp nha. Càng này thì nó sẽ chiên vào cho anh em đánh gần, đánh gần, đánh lông xe cảm giác. Phen Fuji. Bát Fuji, bát đời cao. Càng còn khá đẹp nha anh em, đó, nhìn mẫu phen này cực kỳ ngầu luôn. Ngầu như trái bầu luôn. Cán là cán 3 khúc, cán đời cao. Ngoại hình còn khá ok nha anh em. Cây này cứng 30 và 3m6. Nặng là 250g. Đọt 2 ly 2. Rồi, giá công khai là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu. Đó, nhìn bộ phen này cực kỳ ngầu luôn. Cây này anh em đánh lăn xe, đánh cảm giác, đánh gần. Đã không? Anh em săn chép lấy mấy cái này đánh là nhiều cá là bao phê á. Độ cứng nữa đây. Đó. Bước một cái là âm nguyên cây cần luôn. Độ cứng 30 nha anh em. Rồi, giá công khai là 1,5 triệu nha. Anh em dàn phen này không lụm tiền này hơn giá cây cần nữa. Rồi, tiếp theo sẽ là hai cây cần. Hai cây này thì chưa qua sử dụng full hộp, full túi nha anh em. Cây này không có hộp, nó có túi thôi. Có túi rồi, túi giải ở trong luôn nha anh em. Nói chung là cây này chưa qua sử dụng, còn rất là mới. Cây này là một cây cần 3 khúc, 2 đọt. Dài 2m7. Để em đọc thông số rồi. Dài 2m7, nặng 390g. 2 đọt, 1 đọt 60-80, 1 đọt 80-100. Đó. Thì đọt 60-80 thì 2 ly 2. Đọt 80-100 thì 2 ly gửi nha anh em. Đó, để em tháo ra cho anh em xem. Giá nó bán tại Nhật nó tầm khoảng 18k. 18 cây nó gơ tầm khoảng 4 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Nha anh em. Càng còn rất là mới nha anh em. Đó, giống như là hàng chưa qua sử dụng. Chỗ này đây, nó bị chóc lớp sơn bóng mà dính keo vậy, em cũng chưa rõ nữa. Chắc dính keo rồi, cái này dính keo nha anh em. Phen là phen Fuji dạ quang. Hai đọt, một đọt cứng 60-80, một đọt 80-100. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em. Bu là bu Fuji dạ quang luôn. Để em để qua đây cho anh em xem một phen cực kỳ ngầu. Ăn tiền bộ khoan nha anh em. Đó. Đọt cứng 80-100 là cho anh em đánh đầu lực thoải mái. Cứng bao chuẩn luôn. Tết đọt nè. Đọt này cứng 80-100 nha anh em. Đây. Cực kỳ đẹp nha anh em. Góc cũng vậy, góc cực kỳ đẹp luôn. Bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji dạ quang. Còn góc là mới nha. Không bị muối ăn gì hết. Rồi, giá công khai nha anh em. Giá công khai cây số, cây số mừng này, số 7, giá 1,5 triệu nha anh em. Đó, 1,5 triệu, cây số 7. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 vẫn nó luôn, về được một cặp.
Đó, anh em đánh lăng xê, săng cha, săng chép thì lấy mấy cái này đánh, lấy một cặp này ra đánh để là đánh ngon lành luôn á. Cặp này đánh tầm tháng 10 năm nữa không biết hư chưa nữa. Đó, dài 2m7 cực kỳ đẹp nha anh em, hai càng y hệt nhau luôn. Đẹp lắm. Bát là bát Fuji nha, phen là phen Fuji dạ quang. Anh em săn cha, săn chép, đánh lăng xê, lấy mấy cái này về đánh bao bền. Phen là chưa qua sử dụng nha anh em, chưa bị rỉ sét gì hết luôn. Cực kỳ đẹp nha anh em, Fuji rõ ràng. Rất là đẹp nha anh em, Fuji dạ quang nha. Góc đây. Rồi, cây số 8, giá vẫn là 1,5 triệu nha anh em. Đó, 1,5 triệu, dài 2m7. Hai đọt, ba cúc hai đọt. Rất là nhỏ gọn cho anh em để vô bể anh em đi câu nha. Đó, vô túi anh em đi câu. Cực kỳ mới nha. Đó, chưa qua sử dụng. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 9, một cây hàng hệ nha anh em. 4 cây còn lại là 4 cây hàng hệ hết, hàng lai qua hai da. Đó, cây này hai da nha em. Sáng nhất đỏ toàn cây nha. Khỏi chê vào đâu hết. Cây này vẫn hai đọt nha anh em, một đọt 80, một đọt 60-80, một đọt 80-100 nha. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji sứ xám, bù Fuji sứ xám luôn. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Phôi là phôi sắn ít đỏ. Đó. Hàng carbon hai da, sắn ít đỏ. Ngoại hình thì như clip thôi, còn có xước xác nha anh em. Cực kỳ ngầu. Cây này anh em đánh bạo lực, đánh cha, đánh chép, đánh lăng xê đều ok nha anh em. Nhất là cây này ra nắng đánh thì khỏi chơi. Hàng đai qua Whisker nha, đai qua Whisker, hàng đai qua nào đẹp nhất. Đó, đây máy in Saben nè, khỏi chạy. Đó, bắt Fuji luôn. Phôi đỏ nha anh em. Đó, đây phen nè anh em. Đó, cần thì em bao lỗi làm bao hỏng hóc nha anh em. Anh em về kiểm tra mà thấy lỗi bể gì anh em trả qua cho em. Đọt khá cứng á, hai đọt cho anh em tùy theo địa hình địa thế mà anh em đánh nha, tùy theo loại cá nữa. Rồi, cây tay qua. Cây này thì nặng 350g, đọt 2.3 ly, và đọt 2.3 ly thì cứng 60-80, đọt 3 ly thì cứng 80-100 nha anh em. Dài 2m7. Đó, dài 2m7 thì quá chuẩn rồi. Rồi, giá công khai là 1,7 triệu nha anh em. Cây số 9 1,7 triệu. Hai đọt nha anh em. Dàn phen khỏi bàn. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 thì cây Daiwa Holylock. Đó, hàng vẫn là hàng carbon hai da. Đó. Sắn quẩy cá nha nè, sắn quẩy cá. Daiwa. Bass là bass Fuji Daiwa, bass đời cao nha anh em. Ngoại hình khá ok. Cây này thì cứng 50, dài 3m6. Cứng 50 dài 3m6, bu đây. Bu nó đây, đó, bu xít luôn nha anh em. Đó. Bông lưỡng. Phen Fuji, bass Fuji nha anh em, phen Fuji, bass Fuji. Cực kỳ ngầu nha anh em. Đó, hàng hai da này thì nhìn ngầu, hết sức ngầu. Ngầu như trái bầu luôn. Đem sức nội địa nha anh em. Đây qua Holylock. Phen nè. Cực kỳ ngầu nha. 50 3m6, chia cho em săn chép này. Cái này xuyên chân chè, săn chép, săn trôi, đánh lăng xê. Đó, cá ăn mà nó quéo cái này thì bao phê. Cực kỳ ngầu dàn phen nha anh em. Em đọc thông số cho. Cái này cứng 50, dài 3m6, nặng 260g, đọt 2 ly. Đó, giá công khai là 1,2 triệu nha anh em. Đó, cây số 10, giá công khai là 1,2 triệu.
em vào đây. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Một cây hàng hệ nha anh em. Số 11. Cây số 11 là cây Daiwa Hollylock. Hàng sắn ít hai da, sắn từ đít tới ngọn. Đó. Cây này độ mới giờ thậm 95%. Anh em về anh em kiểm tra mà nó không được 95% thì trả về cho em, khỏi nói gì hết. Sắn từ đít tới ngọn nha anh em. Cây này 33 mét. Hàng sản xuất tại Taiwan nha anh em. Mấy cây này thì nó chỉ xuất riêng thị trường nội địa Nhật thôi nha anh em. Đó, sản xuất tại Taiwan nha, xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật thôi. Phen này khỏi bàn. Phen cực kỳ ngầu nha. Đây qua Hollylock. Bát là bát Fuji. 33 mét thì chị nhân săn chép rồi, săn chép săn trâu rồi. Độ cằn đi, độ cứng đi, đó, khá dịu ha. Đó. Dạng này đánh cảm giác là ok. Cây này cứng 33 mét. Và nặng 350 gram. Đọt 2 ly 3 nha anh em, đọt 2 ly 3. 2 ly 3 giá 1 triệu mốt nha. Đó, anh em săn trâu săn chép. Anh em có thể đánh cha, đánh cha đánh mè cũng ok. Khá đẹp, anh em có thể mua sưu tầm cũng được, giá 1.1 thì khá ok đối với cần độ mới này. Đó, dám đảm bảo luôn, càng bao rỗng bao lỗi làm bao hỏng hóc cho anh em về kiểm tra mà lỗi không giống clip lên đó, thì anh em trả về. Rồi, cây số 11 giá 1.1. Tiếp theo sẽ là cây số 12, cây cuối cùng. Cây số 12 vẫn là một cây Daiwa Hollylock, nhưng mà cây này chắc hơn nữa. Đó, sẵn ít hay da, bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji nha anh em. Cây này độ cứng là 83 mét, 3 khúc. Độ cứng rất là chuẩn nha, chuẩn cho anh em đánh lăn xê luôn. Đó, trên đây nó bị muối ăn một tí đây. Đó, cần sao thì em nói vậy thôi. Đó, sẵn ít, cứng 83 mét. Đó, bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji Japan. Khỏi bàn à, cây này anh em về anh em đánh lăn xê, đánh cha đánh chép thì khỏi bàn. Cứng 83 mét thì thông số quá chuẩn rồi nha anh em. Cây này nặng 430 gram, đọt 3 ly 1 nha anh em. Đó, giá là 1.7 triệu nha. Cây cuối cùng, cây số 12 giá 1.7 triệu. Độ mới cái này khoảng 93% nha anh em. Đó, rất là mới nha. Rồi, cây cuối cùng giá 1.7 triệu nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết clip. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để số điện thoại, em sẽ tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.